như các bạn thấy đấy là chiếc bể này của mình đã tiến hành là trải nền, sau đó là ngâm nước rồi. Bây giờ thì mình đã có một cái bản thiết kế nó nhỏ như thế này để tiến hành là bắt đầu vào cây. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi video clip. Trước khi xét một chiếc bể Hà Lan thì thường bao giờ mình cũng vẽ phác họa ra những cái phần mà mình sẽ dự định trồng cây như thế nào. Từ hình ảnh phác họa thì mình sẽ tiến hành là lấy các đoạn dây ống nước nhỏ như thế này, đoạn dây mà chúng ta hay sử dụng cho dây sủi đó. Mình sẽ tiến hành là tạo các cái phần đường viền để sau đó mình sẽ trồng cây vào trong những cái khoảng đường viền bao này. Cách thức này của mình thì sẽ tránh tình trạng là cây cối của mình cắm không theo bố cục như ban đầu mình dự tính. Như các bạn có thể thấy đây, mình tạo ra những khoảng đường bao như thế này khá là dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng đũa hoặc là các vật liệu khác, nhưng tuy nhiên là mình muốn sử dụng dây sủi như thế này thì sẽ tạo được những cái khoảng viền bao mềm mại hơn và trông nó sẽ giống như bản vẽ thiết kế của mình ở đây. Với những người đã có kinh nghiệm rồi thì mình không nói, nhưng với những bạn nào mới chơi thì việc chia khoảng như thế này còn giúp ích cho các bạn trong việc là đi mua số lượng cây như thế nào để cho phù hợp với chiếc bể các bạn, tránh tình trạng bị mua dư thừa ra các bạn ạ. Chúng ta có thể bắt tay ngay vào làm thôi. Có thể thấy đấy là cái công đoạn tạo ra những cái khoảng đường bao để chúng ta hình dung được các cái vị trí cắm cây. Với những chiếc bể nhỏ thì có lẽ công đoạn này có thể không cần thiết, nhưng với những chiếc bể lớn thì chúng ta có thể làm như vậy, bỏ ra thêm khoảng 5-10 phút để chúng ta có thể làm sao xác định được các khoảng cắm cây hợp lý, tránh tình trạng là chúng ta có thể phải nhổ lên nhổ xuống. Và đây là một số cái kinh nghiệm của mình. Sau đây thì mình sẽ tiến hành là trồng cây ở chiếc bể này. Vậy điều gì chúng ta cần phải lưu ý khi trồng cây? Mời các bạn chúng ta tiếp tục xem video clip. Để trồng cây thì các bạn đầu tiên là chúng ta mua các cái khóm cây ở ngoài hàng về, sau đó chúng ta chia nhỏ nó ra. Mọi khi thì mình toàn phải tự làm thôi, nhưng hôm nay là mình có các thư ký riêng để tiến hành chia cây rồi, và vì thế là cứ thế mà cắm thôi. Khi cắm cây thì mình khuyên các bạn là nên rút hết nước đi. Với những chiếc bể Hà Lan như thế này thì chúng ta có thể là cắm cây trong điều kiện là phân nền khô, hơi ẩm một chút, đây hơi xâm xấp nước một chút. Đối với những loại cây như Hoàng Thái Dương thì chúng ta có thể cắm từng ngọn một. Còn với những loại cây mà thân nhỏ hơn như là Lệ Nhi thì chúng ta có thể cắm khoảng 2-3 ngọn một lúc. Sau khi cắm xong, chúng ta có thể nhẹ nhàng nhấc bỏ phần dây nước đường bao ra, và chúng ta có thể là cắm thêm cây vào những cái khoảng trống mà chúng ta thấy là vẫn còn có thể cắm thêm được. Đây, mình đã hoàn thành được rồi. Có một số bạn khi cắm cây thì các bạn có xu hướng là cắm thưa. Thực ra là cắm thưa hay cắm dày thì đều có cái ích lợi và có cái hạn chế của nó. Ví dụ khi các bạn cắm dày như thế này thì các bạn có thể tạo được những cái khóm cây rất là nhanh. Đây, mình cắm tương đối dày. Và các bạn nhớ là phun ẩm để tránh cây bị khô héo nhé, trong quá trình mà chúng ta cắm cây. Mình tiếp tục này, khi mà mình cắm cây dày như vậy thì tốc độ phát triển của bể sẽ rất là nhanh. Và thêm một điều nữa đó là khi số lượng cây nhiều như thế này thì khả năng mà cây hút dưỡng sẽ rất là tốt, nó tránh tình trạng bị dinh dưỡng dư thừa và dẫn tới vấn đề về rêu hại. Các bạn nhớ cho nước nhẹ nhàng vào bể và sau đó thì chúng ta có thể là dùng các cái ống hút hoặc là vợt để vớt lá cây thừa rụng ra. Sau đó chúng ta bắt đầu cắm và sử dụng các thiết bị, ví dụ như lọc nước này hay là CO2 này. Đương nhiên rồi, khi mình cắm cây thì mình thường là bổ sung CO2 ngay lập tức. Đây là CO2 đường xuống dưới trộn Plenke. Còn sau đó là mình có một đường nữa lên trên sủi CO2. Đây là loại sủi mini nhưng mà trộn rất hiệu quả đấy các bạn ạ. Ngoài ra với những bể mới thì bao giờ mình cũng bổ sung thêm các chế phẩm vi sinh. Ví dụ như ở đây là mình dùng sản phẩm Extra Bio chẳng hạn. Việc bổ sung vi sinh như thế này sẽ nhanh chóng giúp thúc đẩy chu trình nitơ trong bể và giúp cho bể nhanh chóng vận hành ổn định hơn. Nước trong ngay từ ngày thứ 2 mà mình setup. Chúng ta lắp thêm một thiết bị lọc váng để giúp cho bề mặt nước sạch hơn. Các cây như Hoàng Thái Dương bắt đầu phát triển. Đây các bạn có thể thấy đây là Hoàng Thái Dương này. Loại cây này sau phát triển rất là to. Còn đây là cây Lệ Nhi. Trong quá trình thay lá nước thì cũng sẽ khác biệt một chút. Tân Đế Tài Hồng đây. Loại này thì các bạn chắc hẳn không còn xa lạ gì nữa. Đây là loại cây màu đỏ rất đẹp và dễ trồng. Loại cây màu tím hồng trồng tiền cảnh này có tên là hồng ba tiêu các bạn ạ. Bên cạnh đó là mình trồng các khóm vẩy ốc xanh
Đây là vế ốc xanh bò. Chúng sẽ bò tạo thành một cái đoạn dòng suối xanh của mình mong muốn. Còn đây là cây diệp tài hồng lá kim. Lá kim mini các bạn ạ. Nó đang có cả hoa đây nhưng sẽ rụng hết thôi. Đây là loại cây mình rất thích, có tên là hoàng hồng thảo. Cây hoàng hồng thảo các bạn ạ. Đây là cây hồ liễu này, sau nó sẽ ra các cái lá dài và mềm mại. Loại cây này là huyết tâm lan mini. Loại cây này rất nổi tiếng ở nhà anh Vũ Aqua đây. Một số loại cây tiền cảnh giới thiệu với các bạn đó là cây rau thơm này và cây rau má hương. Phía góc bên tay phải bể đây mình có cây liễu thái. Loại cây này sau ra lá xanh mướt cũng khá đẹp. Đây là hồng thái dương này. Loại cây hồng thái dương này thì cũng gần giống hoàng thái dương nhưng lá sẽ màu hồng đỏ hơn. Còn đây là cỏ ra năm các bạn ạ. Loại cây này thì mình trồng ở phía bên tay phải. Mình cố gắng để tạo nên một cái điểm nhấn thú vị một chút. Đây là chiếc bể khi đã được 4 ngày tuổi. Các bạn thấy cây cối bắt đầu lên rồi và không có hiện tượng cây bị giữa. Khi cây thủy sinh đã bắt đầu thích nghi được với bể, đặc biệt là những dòng cắt cắm này thì chúng sẽ có tốc độ phát triển rất là nhanh. Chỉ một ngày sau đó thì chúng ta đã thấy là hoàng thái dương đã nhú các cái ngọn đỏ rồi. Đến đây thì video clip của mình xin phép được kết thúc với hình ảnh của chiếc bể sau 10 ngày tuổi các bạn ơi. Đây như các bạn thấy sau 10 ngày tuổi thì mình đã bắt đầu tiến hành tỉa hoàng thái dương rồi. Và quá trình phát triển của chiếc bể này mình sẽ còn tiếp tục update trong những video clip sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.